Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em làm một clip về một con lưng tiếng DBX mang nhãn hiệu EX 3000 Plus. Ở đây tất cả là mặt màu trắng tinh khiết hết anh em nhé. Rất chi là đẹp. Thì đây là những con chiếc API. Tất cả chiếc API hết nhé. Cái chiếc API này nó giúp anh em là vặn rất chi là nhẹ nhàng và độ bền và nó rất chi là cao nhé. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một số bác hỏi em là có nên ghép lưng tiếng vào một bộ dàn karaoke không. Đấy. Thì xin thưa các bác là chúng ta lên ghép vào nhé. Đấy. Và cái tác dụng của con lưng tiếng này nó sẽ lưng cái bộ dàn karaoke nhà mình lên rất chi là hay. Đấy. Đặc biệt ở những cái giải bát và giải check anh em thể tùy chỉnh nhé, tăng lên nhé. Đấy. Trong khi đó thì để có một chất giọng hay thì con lưng tiếng này nó sẽ giúp cái giọng ca của mình nên rất chi là sáng và hát rất chi là mượt mà nhá, không bị mất sức mấy. Đấy. Giá con này thì rất chi là phải chăng, chỉ có 1.200.000 đồng thôi. Đấy, bao ship tặng dây rắc cho anh em. Đấy. Và bây giờ em sẽ ghép lối để test thử cho các bác nghe nhá sản phẩm này. Đây em sẽ bật công tắc nguồn lên. Đấy. Khi bật công tắc nguồn này lên thì nó sẽ hiện những ba dải đèn nháy. Đấy, rất chi là đẹp nhé. Kênh 1, kênh 2 và bát. Đấy. Bát. Và đây thì là nó, ở dưới đây thì là nó là lav mic. Đấy, volume đầu tiên nó là lav mic nhé. Lav mic. Đấy, để anh em chỉnh. Đây là chỉnh phần bát. Đấy. Tune, preset và high mic. Đây high mic này thì nó là check. Đấy, anh em thích check thì có thể tăng lên. Đấy, bypass. Bypass nhả ra là không dùng nhá. Còn dùng thì ấn vào. Đấy, in, out. Đấy. Anh em dùng thì anh em ấn in vào cho em nhá. Nó hiện cái đèn đỏ lên là được. Đấy, rất đơn giản thôi. Kênh 2 cũng như vậy. Đấy, chỉnh bass và chỉnh check. Đấy. Còn phần monopass này thì nó là phần cắt súp anh em nhá. Đấy. Anh em mà dùng súp thì anh em thường để cho em ở dưới tầm từ 85 đổ xuống nhá, từ 85 đến 75. Đấy. Từ 85 đến 75 Hz. Đấy. Thế thôi. Còn khi mà anh em mà không có súp thì anh em cứ để tầm 12 giờ cho em. Đấy, thế là được. Và bây giờ em sẽ mở nhạc lên để cho các bác nghe. Đấy, xem cái chất âm của một con lưng tiếng này là như thế nào nhé. Đấy. Đây mở kênh nhé. Đây là kênh 1 này. Đấy, đây là kênh 1 này. Kênh 2 này. Kênh 2. Đấy. Đánh rất lực anh em nhá. Nghe rất hay nhá. Anh em nhìn dải đèn nháy này. Đấy. Đây tăng bass này. Anh em thích bass anh em phải tăng lên này. Đấy. Nó tăng giải bass lên nhá. Đánh căng. Đánh căng cho các bác nghe. Rất chi là hay. Đây, check anh em mà thích nghe check nhá. Tăng check lên. Đấy, đây nghe check. Bypass là dùng hoặc không dùng nhá. Bây giờ em nhả ra này. Đấy, đấy không dùng này. Không dùng thì nghe rất yếu nhá. Khi mình nhả ra nhá, không dùng cái lưng tiếng thì nghe nhạc rất chi là yếu. Và nó tối lắm. Đấy. Ấn vào rồi. Đấy. Nghe nó khác hoàn toàn nhé. Anh em đeo tai nghe, anh em hãy đeo tai nghe vào và nghe cái chất âm của nó nhé. Đây, nhả ra này, nhả ra rất chi là yếu. Đấy. Nhả ra rất yếu và không có lực. Ấn vào rồi. Đấy. Nghe lại tách luôn. Ở đây em đang đánh hai một cặp bát nhá. Đấy, đánh 1 cặp bát 30. Đấy, cần nghe cho em. Đấy. Rất chi là lực anh em nhé. Còn anh em mà chơi súp nhé. Thì là ở đằng sau đây em cũng có kết nối cổng súp. Đấy, đằng sau. Đấy. Phần output thì anh em cắm cho em xuống con đẩy. Đây em chỉ dùng đẩy thôi. Đấy, cắm xuống cổng A và cổng B của đẩy. Đấy. Và cái
cổng súp này, em sẽ đấu xuống cổng C và chập bridge đánh đẩy. Đấy, đánh một con đẩy bán 50. Giờ em mở súp cho các bác nghe nhé. Đấy, các bác đeo tai nghe và thưởng thức nhé. Đấy, rất lực nhá anh em nhá. Đấy, em đang đánh súp. Đấy, con súp 50 nhá. Các bác đeo tai nghe mới nghe được nhá. Đấy, rất chi là hay. Rồi, cho tí phun vào rồi. Rất chi là hay nhá. Nhạc sàn nhá. Đấy, nhạc dưới mic em phải tăng bass lên. Đấy, tăng bass lên nhá. Và anh em làm mà thích nghe nhạc vàng. Đấy, thích nghe nhạc vàng thì anh em phải tăng chắc lên. Đấy, thích nghe nhạc dưới mic thì tăng bass lên. Đấy, rất lực luôn nhá. Ở đây em đang chơi một con đẩy 4 kênh nhá. Đấy. Kênh 1, kênh 2 em đánh full nhá, chập bass 30. Và kênh 3 này em chập, kênh 3, kênh 4 này em chập bridge, đánh con súp nhá. Đấy, rất chi là lực, bao phê cho anh em luôn. Đấy, giá rất rẻ anh em nhá, chỉ có 1,2 triệu thôi. Đấy, anh em xem video thấy hay thì nhớ like, nhấn chuông và đăng ký kênh. Đấy, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá. Xin cảm ơn và chào anh em.